được cho dê ăn này. Các bạn rất là thích luôn ạ. Mà các chú dê ở đây thì là các bạn dê rất là thân thiện luôn. Và tôi cũng sẽ thử bắt ra sữa dê. Cứ bắt trên này đúng không em? À sao quá. Em ơi cầm trên này em. À đây. Lần đầu tiên tôi được bắt sữa dê. Nhưng mà bắt như này thì lâu đúng không? Mấy chị ra cái này thôi à? Có máy à? À có máy bắt sữa đây là mình, con uống luôn. Mình cho các bạn thử đúng không? Xin kính chào bà con và quý vị khán giả đến với kênh Làm Nông TV và tôi là Thế Anh. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày cuối tuần và hôm nay tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn đến thăm cái nông trại giáo dục Đê Trang Farm có địa chỉ tại thôn Kẻ Mới, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và để biết được nông trại này có điều gì thú vị cũng như là hấp dẫn thì ngay sau đây tôi mời quý vị các bạn cùng theo chân tôi để vào bên trong nông trại này để khám phá những cái điều mới mẻ của cái trang trại này ạ. Dạ vâng, xin mời quý vị ạ. Một ngày cuối tuần và các bạn trẻ đến thăm ở nông trại Đê Trang Farm này rất là đông ạ. Đây là các bạn trẻ. Các bạn học sinh tiểu học. Đây các bạn là các bạn nhỏ rất là đáng yêu. Hôm nay các bạn sẽ được khám phá trò chơi cũng như là các con vật ở trong nông trại này ạ. Dạ vâng. Đây là bố mẹ của các cháu đấy ạ. À? À đây ạ. Bây giờ tất cả của huynh xếp đằng sau hàng của em với anh. Ở đây cũng có các bạn trường quốc tế. Đấy ạ. Hôm nay là có bao nhiêu? Nay dự tính là trên 200 khách ạ. Trên 200 khách. Vâng ạ. Ngày bình thường nếu mà đông thì nó khoảng bao nhiêu em? 1.500 khách. 1.500 khách. Vâng ạ. Tức là các bạn có lưu trú luôn ở đây hay là? Có, bên em thì có tất cả các khu có thể lưu trú được cho đủ 1.500 khách. Em có 3 nhà cộng đồng để ở chung, mỗi nhà là chứa 1.000 khách. Đây trang của mình ấy thì là hiện tại thì là có diện tích khoảng bao nhiêu? Là diện tích ở Đê Trang Farm chúng em là có diện tích là 12 hecta. 12 hecta. Vâng ạ. Trong này thì rất là thuận lợi để cho việc nuôi và trồng các thực vật cũng như là các động vật hoang dã từ các nhập khẩu từ các nước ngoài về ạ. Ở trong Đê Trang của mình ấy thì có những cái gì bạn nhỉ? Trong này thì khi các bé được vào trong này thì sẽ được trải nghiệm và tham quan, ví dụ như là vào cho dê ăn, vắt sữa dê, rồi thăm các đồi thỏ, đồi cừu sao, cừu, lạc đà và đà điếu ạ. Có cả các bạn ngựa từ bên đường nhập khẩu từ Tây Tạng Trung Quốc về ạ. Ví dụ như là vào đây thì có những cái trò chơi gì không bạn nhỉ? Có, trong này thì có các trò chơi như là Sasuke mặt đất, Sasuke trên cao và các trò chơi zip line mạo hiểm một chút dành cho các lứa tuổi từ 10 đến 15 tuổi trở lên. Và có cả những trò chơi thì nâng cao trí tuệ cho các bé một chút như là trò chơi mê cung, trò chơi là giải quyết các vấn đề khó khăn và những trò chơi yêu cầu các bé phải có tình đồng đội với nhau là giải quyết. Thường là khách đến cái Đê Trang của mình ấy thì là gồm những lứa tuổi như nào bạn nhỉ? Thường thì sẽ là lứa tuổi mà đi đông thì thường là trường mầm non, trường tiểu học và trường cấp 2 ạ. Và ngoài ra thì các cuối tuần thì có các gia đình đi dã ngoại vào đây thì các gia đình thường đi cùng các con của mình hoặc là cả gia đình nhà mình đi vào trong này. Thấy khá là đông đúng không? Có cả khách các bạn trẻ ở nước ngoài đúng không? Các trường quốc tế đúng không? Đây Đê Trang Farm thì vào cuối tuần thì ngày chủ nhật khá là đông. Vâng, đây các bạn trẻ đây ạ. Và có rất là nhiều các đoàn khách ở các trường mầm non cũng như là tiểu học cấp 2.
và các bạn đã chuẩn bị vào trong nông trại ạ. Dạ vâng. Mời quý vị cùng theo chân tôi ạ. À, dạ vâng, trước khi đến thăm nông trại thì chúng ta sẽ vào phòng điều nhà điều hành để mà check in ạ. Đây là nơi check in của các bạn nhỏ. Đây. Anh hôm nay đưa các cháu đến tham quan trải nghiệm ở đây Trang anh? Vâng đúng rồi. Thì à thế à? Rất thích nơi này, tuần nào mình cũng đưa các cháu đến tham quan. À tuần nào anh cũng đưa các cháu đến đây ạ? Vâng. À thế à, vâng. Thế đây là trường quốc tế đúng không anh? Dạ vâng, trường quốc tế Nga. Anh là thầy giáo à? Không, mình là phụ huynh thôi. Em thấy là cái mô hình này cũng em chưa vào bên trong đâu, không biết là nó như thế nào. Thì mô hình này thì nó cũng rất là thú vị. À. Đặc biệt là nó có nhiều những cái trò chơi cho cả người lớn đến trẻ em. À có cả cho cả người lớn nữa anh. Tức là mình có thể tổ chức những trò chơi. À thế à. Các cái mô hình nuôi dê. À thế à. Đây là con trai của anh đấy à? Vâng ạ. À thế à. À đây mình đi cùng trường luôn đúng không anh? Dạ vâng. À. Các cháu có thích không? Hả? Máy quay kìa, vẫy tay chào máy quay nào. Nào, chào nào, chào nào. Chào nào, chào nào. Máy quay người lên nào. Thế các con có thích không? Các con có thích đi chơi không? Thế à? Con học lớp mấy tuổi rồi? Con nào? 8 tuổi rồi à? Học lớp 1 rồi à? Hay lớp 2? Học lớp 2 rồi à? Ở đây là trường, mình là trường gì hả chị? Đây là các bạn anh của các bạn bé ạ. Trường mầm non Tư Thục Sóc Nâu ạ. À, thế à? Vâng. Bây giờ thì các bạn nhỏ học sinh thì sẽ chờ ở bên ngoài. Các bậc phụ huynh nhà mình tranh thủ thời gian. Bây giờ chúng ta di chuyển vào bên trong theo ưu tiên để chúng ta cất đồ. Để sau khi chúng ta dùng bữa trưa xong, chúng ta sẽ vào khu vực này để cho các con đi ngủ. Dạ vâng, đây là cái nhà khu nghỉ ngơi, nhà cộng đồng ạ. Để dành cho các cháu đến tham quan và nghỉ ngơi đây ạ. Có hoạt động văn nghệ nhưng cũng như là những cái hoạt động sân khấu ở ngoài này ạ. Đây một không gian rất là rộng luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ qua thăm trại dê đúng không chị? À. Đây các bạn cho dê ăn này. Đây là khu vực trại dê ạ. Và ở đây thì các bạn trẻ sẽ trải nghiệm sẽ là cho dê ăn. Đây con cừu các bạn ạ. Đây. Đây các bạn nhỏ được cho dê ăn này. Các bạn rất là thích luôn ạ. Mà các chú dê ở đây thì là các bạn dê rất là thân thiện luôn. Đấy, bạn nào cũng muốn cho dê ăn các bạn ạ. À, sờ bạn dê nào, sờ bạn dê nào, bạn dê rất ngoan nào. Nào đây, ăn sờ bạn dê à. Cho lên cho dê ăn. Có vẻ các bạn nhỏ rất là hào hứng cho dê ăn các bạn ạ. Rồi, con sờ dê đi nào, sờ bạn dê nào, sờ bạn dê. Thích không? Thích không?
trải nghiệm vắt sữa cho dê đây. Các bạn có thể lên đây và vắt sữa cho dê ăn luôn. Đây ạ. Đây. Bạn ơi, ở đây là con dê này để vắt sữa đúng không? À, vắt sữa dê. À, vắt sữa dê trực tiếp. À. À, mình vắt sữa ra cho các bạn dê con này đúng không? Rất là yêu này. Rất là yêu. Đây. Đây các bạn có thể thấy. Cái này vắt như thế nào nhỉ? Em sẽ dẫn cho chị nhá. Cái này thì vắt như thế nào? Bóp sang trên. Bóp sang trên. Vâng, tay trên bóp sữa và tay dưới bóp. À, đây đây. Đây là mình vắt ra xong cho các bạn dê nhỏ uống luôn đúng không? Vâng, đúng rồi, mình vắt ra thì mình sẽ cho các bạn dê nhỏ uống luôn. Dê này là dê Sané. À, dê Sané được nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Sĩ về. À. Sẽ được chung nuôi ở tại nông trại mình và cho nó sữa dê. À. Ở đây là trang trại dê của mình ấy. Thì có bao nhiêu loại dê hả bạn? Ở trang trại dê này có 3 loại dê ạ. À. Dê Sané, dê Bách Thảo và dê Cỏ ạ. À. Okay. À, bạn này bạn cũng thích vắt sữa này, bạn này thích sữa vắt. Con thích vắt sữa này, con vắt thử nào. Con vắt thử nào. Yeah. Yeah. Thì thường ngày thì vắt được khoảng bao nhiêu lít hả bạn? À, một ngày như bình thường, như ở bên nước ngoài thì thời tiết nó thuận tiện hơn thì sẽ vắt được từ 5-6 lít. À. Mà về Việt Nam mình thời tiết nó không ủng hộ nhiều cho lắm nên chỉ vắt được một ngày từ 1-2 lít thôi ạ. À, 1-2 lít. Đây phải nắn từ trên này này. Nắn xương nhỉ, nắn xương à. Còn tôi cũng sẽ thử vắt ra sữa dê. Sẽ bóp trên này đúng không em? À xem nào. Em ơi cầm trên này em. À đây. Lần đầu tiên tôi được vắt sữa dê. Nhưng mà vắt như thế này thì lâu đúng không? Nó chỉ ra cái này thôi à? Có máy ạ. À có máy vắt sữa đây là mình cho dê con uống luôn. Cho các bạn thử đúng không? Các bạn nước ngoài thì các bạn rất là lạ. Đây là con trâu trắng. À, đây là con trâu trắng. Các bạn nhỏ tưởng đây là con lợn rừng luôn. Đây là những con bò đấy các bạn. Nước ngoài các bạn không biết, các bạn tưởng là con lợn rừng. Ôi, nhìn cái mông của nó kìa. Đây là đoàn khách của các bạn trẻ bên nước Nga. Thỏ đâu? Vâng ạ. À đây đây, thỏ ở trong nhà. Trong nhà của thỏ đây này. Đây ạ. Vâng. Đây đây đây. Đây là thỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ lên khu vực nuôi hươu sao. Hươu sao là một loại hươu đang ở nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam và đây duy nhất ở đây có hươu sao. Đây như chú hươu. Đây cái lá này cho hươu ăn hả? Lá này là lá bơ ạ. Lá này là bơ à? Vâng, lá này là bơ à. Mình sẽ cho hươu ăn ạ. À. Hươu sao thì nó ăn những ăn cái gì hả bạn? Hươu đao, hươu sao thì thường nó sẽ ăn lá bơ và ăn cỏ guinea và được trồng tại nông trại luôn ạ. Đây là những cái bơ đúng không? Vâng, đúng rồi, đây là cái bơ. À. Hươu sao này thì thường là sẽ có cân nặng từ 80 đến 130 kg trên một con ạ. Và như ở bên nước ngoài thì người ta cho hươu sao này một loại động vật rất là thiêng liêng, thậm chí là người ta thả ra bên ngoài đường đi cùng di chuyển với con người ta luôn ạ. À. Vâng ạ. Và các bạn hươu được thì sẽ có sừng, mà các bạn hươu cái là không có sừng ạ. À, để phân biệt ra. Vâng, đúng rồi ạ. Sừng của các bạn hươu được thì có mỗi năm là được dụng đi một lần và có khả năng tự tái tạo ra sừng mới ạ. À. Ở đây thì có bao nhiêu con hươu ạ? Hươu ạ? À, ở đây thì có rất là nhiều ạ. À. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ cho một chút từ 5 cho đến 10 con ra đây để cho các bạn trẻ đi tham quan và du lịch thôi ạ. À. Thì hiện tại thì hươu này là một loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao. À. Nông trại đang có quy mô là sẽ nhân giống thêm hươu sao ra. À. Lần đầu tiên mình nhìn thấy con hươu này đấy.
À, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào khu vườn mê cung ạ. Đây cũng là đúng là đi vào mê cung thôi. À đây, tôi không, lúc bị lạc trong mê cung rồi, không biết đường nào đi vào đây đây. À đây 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 đây. Ồ, đây 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 đây. Ôi trời. Ở đây thì các bạn nhỏ rất là hiếu động, chạy nhảy suốt ngày luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ lên khu vực tượng đài. Đây là người sáng lập ra cái đê farm này. Đây là ông Đỗ Hồng Khanh, ông sinh năm 1958 và mất năm 2017. Ông vừa là kỹ sư xây dựng và vừa là giảng viên của Trường Học Viện Ngân hàng ạ. Và trong khi đấy thì ông làm luôn kiêm luôn cả thường úy công binh. Và ông là người đã dành toàn bộ tâm huyết của mình để ông sáng lập ra cái đê trang đê farm này ạ. Vâng ạ. Đây là ảnh chân dung đúng không ạ? Đây. Đây là ông Đỗ Hồng Khanh đúng không ạ? Là người sáng lập ra cái đê trang farm này ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào khu làng cổ chợ quê. Ở đây thì được mô phỏng như là một làng cổ, như làng cổ Đường Lâm ấy ạ. Đây. Đây là cổng làng. Cổng làng thì là có đá tổ ong đây, làm cổng làng rất là chắc luôn. Được mô phỏng lại cái làng quê cổ Việt Nam thời xưa. Ở bên này là khu vực để lán nông cụ. Cái thời xưa thì là những ở Việt Nam thì sẽ là có những cái như cái này là cái xay, cái này là xay lúa đúng không ạ? Xay lúa này. Có những cái nồi niêu. Nồi niêu. Đó. Và có những cái chum, cái vại đây để đựng nước hoặc là đựng gạo. Đây có những cái mẹt này. Mẹt. Đó, có cây bừa này. Có vạc cày bừa. Có bắp cày. Đây có những cái giỏ rất là hay. Đây cái ló này. Cái giỏ cua. Đó. Đây là tái hiện lại tất cả những cái nông cụ mà thời xưa là những người nông dân ở Việt Nam ấy thường là sử dụng. Đây là cái thuyền. Đây là cái cối giã gạo. Đây cối giã gạo. Được tái hiện rất là độc đáo. Em sẽ giới thiệu với các anh, đây là khu vực làng cổ. Khu vực làng cổ này thì được mô phỏng lại với một kiểu như là một mô phỏng lại mô hình của khu vực Đường Lâm và cổng làng giếng nước và cây đa. Là một kiểu như là ngôi làng cổ kính của dân tộc cổ xưa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đi vào đây thì mình được trải nghiệm các khu vực như là mình sẽ được làm bánh trôi nước. Trôi nước này là một bánh tuy là nó không có nguồn gốc từ Việt Nam chúng ta nhưng mà nó đã có từ rất lâu ở Việt Nam chúng ta rồi. Thực chất là nguồn gốc từ bánh trôi nước này là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và khi đưa về Việt Nam chúng ta thì ở Việt Nam chúng ta thường người chúng ta thường làm vào chiều ngày 2 tháng 3. Và đến sáng ngày 3 tháng 3 thì chúng ta sẽ dâng lên và dâng lên và cúng tổ tiên chúng ta với mục đích là sẽ làm có mục đích là sẽ mọi cầu mong cho mọi việc sẽ luôn luôn suôn sẻ và trôi chảy. Bánh trôi nước ạ. Tại vì riêng ngày 3 tháng 3 là Tết Hàn thực của Việt Nam chúng ta thì chúng ta không dùng lửa để nấu. Nên là chúng ta tất cả mọi đồ ăn của ngày 3 tháng 3 phải nấu từ ngày chiều ngày 2 và chúng ta để sang ngày 3 tháng 3 ăn. Và đấy là về bánh trôi nước ạ. Tượng trưng cho một cái đình làng xưa nay của chúng ta thì chúng ta sẽ dùng các ngôi làng cổ như thế này thì nó sẽ tôn vinh được cái hình ảnh của con người Việt Nam chúng ta lên rất là nhiều. Thì có hình rồng này, hình rồng phượng, hình bông sen, rất là nhiều các họa tiết được các nghệ nhân khắc họa lại trên đấy ạ. Ok, chúng ta sẽ lên trên này khu vực nấu cơm niêu. Đây là khu vực đồi cây đa. Và trên này thì là các bạn sẽ được trải nghiệm tức là nấu cơm bằng nồi niêu. Chào chú ạ. À đây. Cơm niêu khoai nướng. À cơm niêu khoai nướng à.
Đây, đây là các vị phụ huynh đúng không ạ? À, cái cơm niêu này mình hay nhỉ? Thôi. À, thế ạ. Đây đang cái khoai khoai mình nấu đây. Đây. Quả của mình đây. Khoai đào lấy lướng luôn cơm. Đây à, nhưng mà cho thấy nó hơi cháy nhỉ? Chắc là mình chưa biết nấu đúng không? Cháu thử xem nào. Thế là rồi, đây ngồi đây bên này. À thế à? À đây bị khê à? À. Đây bây giờ toàn bố mẹ thành phố này là nấu cái này thì cũng không biết nấu. Khê hết rồi. Cái này ăn được nghe hơi khê. Ừ. Nhưng mà nếu như mà cái cơm này mà vẫn mùi lắm, vẫn khét lắm. Mình không biết nấu đúng không? Không, thực tế cái nếu mà muốn mà cơm ngon tiêu chuẩn có thời gian mình nấu để nấu ép. À nấu ép. Đây là khoai đúng không? Nấu ép thời gian rất là nhanh. Các bố mẹ toàn bố mẹ A còng luôn. Ở đây sẽ có những cái trò chơi dân gian cho bạn trẻ này. Đây là trò chơi bập bênh. Đây là trò chơi bập bênh. À bập bênh à. Đây là trò chơi đu xe đúng không? Đây là trò chơi đu xe. À. Tôi cũng lần đầu tiên được chơi các bạn ạ. Khá là hay. Đây, trước khi đu chúng ta sẽ đu kiểu này. À. Không những các bạn trẻ mà những người lớn tuổi như tôi cũng vẫn thích những cái trò chơi như thế này ạ. Nó gợi về những cái ký ức tuổi thơ của tôi. Ở đây thì các bạn trẻ sẽ được nặn bánh trôi. Đây, các bạn có thể rất là háo hức luôn này. À, cô để cho các bạn nặn ra nào. À, ok, xin lắm, xin lắm. Đây bố mẹ các bé đang thì hướng dẫn các con nặn thử. Đây, chúng ta cùng nhau di chuyển sang khu vực đầu khoai của đề trang phang ngày hôm nay. Và bên này thì sẽ có một khu vườn cho các bé nhà mình ạ. Và trong này thì ở dưới này thì có rất là nhiều khoai ạ. Và ở bên dưới này, bên dưới này thì đã được bên em set up khoai ở bên dưới này và các bé sẽ ra đây và các bé sẽ được trải nghiệm làm một người nông dân tí hon thực sự. Chúng ta đào các củ khoai ở dưới này lên và các củ khoai thì nằm rất là sâu và rất là kiểu như là mình đi tìm kho báu đấy ạ. Thì ai mà tìm được thì chúng ta sẽ mang vào trong kia, chúng ta rửa thật sạch, sau đấy chúng ta sẽ mang lên trên khu vực đồi cỏ thì chúng ta sẽ trên đây chúng ta sẽ được tham gia thi nấu nướng luôn ở trên đồi chúng ta nướng và chúng ta ăn cơm khoai giống như ông bà ta ngày xưa luôn đấy ạ. Thì ở dưới này thì chắc là mình tìm một chút thì mình sẽ thấy khoai đấy. Được trồng dưới này này sẽ có xẻng cho chúng ta đào ấy ạ. À đây. Không. Đây ạ. À cái xẻng bằng nhựa này đúng không? Cái xẻng bé nhà mình người nấu ra tí hon thì dùng cái gì cũng phải tí hon à. À là lấy là. Vâng. Là đào đây đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Mình chỉ khó tìm một chút thì mình sẽ thấy được rất là nhiều khoai bên dưới ấy. À. Đã. Ở đây ra đây khu ra đây là khu vực cầu khỉ và khu vực bắt cá. Ngoài khu vực cầu khỉ và bắt cá này thì bên em có giới hạn độ tuổi một chút. Các bé thì trên 10 tuổi thì chúng ta mới được chơi trò này ạ. Tại vì trò này nó hơi mạo hiểm một chút thì các bé sẽ được chơi trò này với tính chất là sẽ mang lại cho các bé một cái tính kiên trì, kiên nhẫn và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta tham gia cái trò chơi này thì chúng ta tham gia trò chơi mà nếu chúng ta không cùng nhau, không đoàn kết thì không nó sẽ không giữ được thăng bằng trên khu vực cầu khí này thì các bé sẽ không đi qua được khu vực cầu khí. Và cái các trò chơi bắt cá này nữa, nếu là các bạn mà di chuyển xuống dưới này mà các bạn một người hai người mà chúng ta không đồng lòng với nhau thì chúng ta sẽ không bắt được cá. Nếu các bạn mà chúng ta đoàn kết một chút, chúng ta đưa cá về một góc thì chúng ta rất là dễ bắt nó. Đúng rồi ạ. Và các trò chơi này đều mang tính chất là giáo dục giáo dưỡng và cho các bé một tinh thần đoàn kết cực kỳ cao ạ. Đây là cái cầu khỉ đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Đây các bạn sẽ đi như thế này à? Vâng, anh có thể đi thử ạ. Cái này đi đơn giản đúng không? Người lớn đi đơn giản. Nhưng mà liệu có sập không? Ở kia là các cô trồng rau thì... Đúng rồi, trồng rau đấy ạ. Đây là khu vực trồng rau để cho để mình khi có khách du lịch đến đây mà muốn mua rau thì mình sẽ có một số lượng rau đảm bảo an toàn, sạch sẽ nhất chứ không bán cho khách du lịch. Vâng ạ. Đây là các cô đang trồng... Đây là cà rốt ạ. À đây cà rốt. Đúng rồi ạ. Đây là nông trại đúng không? Vâng
Đây là khu vực trồng thực phẩm sạch, rau sạch cho của nông trại để chăm farm ạ. Đây là khu vực các bạn nhỏ kéo co. Cố lên nào. Cố nào, bên này đang thua này. Bên này đang thua. Kéo cố lên con. Cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên. Cố sao con nhỏ con ạ. Bắt vịt à? À đây. Bên này. Ê bên này nào. Đây. Rồi. Rồi, cúi xuống. Nào, cúi xuống nào. Cúi xuống, đi thẳng lên. Đi thẳng lên nào. Rồi, đi thẳng nào. À đây là khu vực chuồng ngựa. Đây là khu vực nuôi rất là nhiều ngựa. Những chú ngựa rất là đẹp luôn này. Ở đây thì không thiếu cỏ luôn. Đây con ngựa này rất là đẹp này. Đây là khu vực cho ngựa ăn hả chị? Thế à? Ở đây có những loại giống ngựa gì hả chị? Đây là con ngựa gì hả chị? Ngựa bạch à? Ngựa bạch này xuất xứ ở đâu hả chị? À, ở Tây Tạng đúng không? Con ngựa này. Làm thầy. À thế à? Đây là cũng ngựa bạch đúng không? Ủa đẹp quá. Mà nó hiền chị nhỉ? Ủa hiền thế. Lông rất đẹp luôn này. Đây nó chỉ ăn cỏ thôi chị. Ăn cỏ uống nước luôn. Dạ bây giờ đến giờ ăn đúng không? Đây là lạc đà đúng không? Lạc đà nhập ngoại này. Ôi ôi, lần đầu tiên nhìn thấy con lạc đà các bạn ạ. Lần đầu tiên tôi được sờ con lạc đà này. Ôi nó ngoan lắm này. Nó có cái bờm rất là cao luôn. Ủa, trông mặt rất là khôn và to. Ôi lần đầu tiên. Ủa con này to thế. Nó có cái bờm này, đẹp chưa? Bộ lông bờm đẹp. Khá là hiền luôn. À đây là con ngựa pony hả chị? Con ngựa này là ở Tây Bắc Việt Nam à? Ô, con này đẹp nhỉ? Lông nó rất là lông này, lông bờm này. Nghe chị ạ? À? Chị nuôi ngựa ở đây luôn này à? Dạ. Ở đây là hiện tại có bao nhiêu con này chị? Có 9 con ngựa. 9 con ngựa à? Con lạc đà. Dạ, 2 con lạc đà. 2 con lạc đà. Thế bây giờ đến giờ cho nó ăn rồi hả chị? Vâng, đến giờ cho nó vào chuồng cho nó ăn rồi ạ. À thế à? Nó chỉ ăn rơm với ăn cỏ đúng không? Anh ơi, mùa này thiếu cỏ thì ăn thêm rơm. Còn bình thường nó thích ăn cỏ tươi, lá rồi thì nói chung là nó không ăn tạp đấy. À thế à? Ở đây có cái đồng cỏ thích nhỉ? Vâng, chủ yếu dùng cho dê, cho ngựa, cho bò ăn đấy ạ. Và dê, nuôi dê, ngựa, bò. Vâng, nhiều con. Ô, con này con gì hả chị? Con lừa đấy ạ. À con lừa à? Ô, và lừa. Đây lần đầu tiên này. Ở đây nó hiền chị nhỉ? Nó tự biết đi vào đấy. Thế á? Không phải gọi đúng không? Ô, lần đầu tiên em nhìn thấy con lừa này. Nó khá là hiền luôn này. Ô, sờ thoải mái. Ở bên kia dê cũng thế nhá, được sờ thoải mái luôn. Dê bọn em cỏ rồi thì vắt sữa rồi sờ thoải mái. À thế à? Con lừa này là em lần đầu tiên em nhìn thấy con lừa này đấy. Trực tiếp luôn đấy. Nó ngoan nhỉ? Vâng. Đây là những chú lạc đà để sẽ lấy ra đây để cho các bạn nhỏ cưỡi. À đây là phải đóng yên lên hả chị? Con lạc đà này là kiểu đi ở trên sa mạc là phải đóng yên này lên đúng không? À thế à? Em thử ngồi lên được không chị? Chưa được.
em đã giết được đâu. À thế à? Từ chưa xong đã đóng yên xong đâu rồi. Cái cục là cục gì đấy? Cái phần bướu của lạc đà nó sẽ chứa nước và mỡ. À, trên này là bướu đúng không? Nhưng mà con lạc đà ở Việt Nam thì nó mỡ này, chứ lạc đà ở sa mạc thì nó gầy lắm. Mà lừa nó dày. Cái này nó là được dự trữ, nên là nếu mà nó ăn nhiều nó sẽ béo, nó sẽ to. Con này nó không hôi lắm nhỉ? Nó thơm. Ôi giời, thế à? Lần đầu tiên nhìn thấy con này đấy. Lần đầu tiên đấy, không cần phải sang Ấn Độ hay là ở đâu nhỉ chị nhỉ? Con này xuất thân đâu nhỉ chị nhỉ? Dubai à? À, con này thường là ở sa mạc ấy chứ, đúng không? Dubai đấy. Là phải bịt mồm nó lại đúng không? Nhưng mà thường là nó huấn luyện là nó sẽ hạ tự hạ. À thế à? À. Và à thế à? Nó sẽ mạnh hơn, sợ lắm, nó cao lêu lêu, sợ lắm. À thế à? Chị cho em đi thử thế nào? Bọn em ở đây đi là phải mất phí ấy. Bao tiền? 30.000 Ôi giời. Chị cho em đi ra thử kia thôi. 30.000 Được. À, lần đầu tiên tôi được đi thử con lạc đà này. Ồ, nó phải cao lên 2 mét đấy nhỉ? Con này có đua được không chị nhỉ? À thế à? Đây là khu nuôi đà điểu á, đây là trại nuôi đà điểu. Anh cho anh ạ. Đây là cái gì đấy anh? Đây là cái khu trò chơi mạo hiểm luôn. Đúng rồi. Đây có rất nhiều các loại chim như là gà này, chim bồ câu, những cái loại đặc trưng của quê hương, gà Hơ Mông các thứ. Đây là nông trại luôn. Ôi đây trong này có đầy đủ luôn. Ở đây có các loại gà. Ồ, một trại gà luôn ạ. Đây có trại gà chim công à, trại chim công. Đây là vịt trời. Vâng, vừa rồi thì tôi cũng đã đưa quý vị và các bạn đến thăm và trải nghiệm cái mô hình trang trại giáo dục Đê Trang Farm ở đây ạ. Và đây cũng là một cái mô hình rất là mới, cũng như là rất là nhiều điều để quý vị và các bạn có thể khám phá vào những cái dịp cuối tuần. Và đây là cái địa điểm rất là lý tưởng để cho các vị phụ huynh cũng như các bạn nhỏ đến tham quan và trải nghiệm ạ. Dạ vâng, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ.